Một người leo núi đang cố gắng để leo lên đỉnh núi. Anh ấy đang ở rất gần đỉnh Everest. Anh dường như đã cảm nhận được nó. Anh chỉ cần chiến thắng đoạn đường khó khăn cuối cùng này và anh ấy sẽ thực hiện được ước mơ cả đời của mình là đứng trên đỉnh của thế giới. Tuy nhiên, anh ấy cần phải nhanh chân. Ở độ cao này, không khí quá loãng và nhiệt độ quá lạnh khiến cơ thể chết dần. Đó là lý do tại sao phần đỉnh của ngọn núi này được gọi là tử địa. Anh nhìn xuống phía sau và phát hiện ra thứ gì đó. Đó là một nhà leo núi khác. Thật kỳ lạ. Anh ấy nghĩ là mình là người cuối cùng trong nhóm và lẽ ra không có ai khác sau anh ấy. Chắc hẳn nhà leo núi này leo một mình. Tuy nhiên, người leo núi đơn độc ấy không có vẻ gì như đang di chuyển. Người này chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Người leo núi thì dường như không thể rời mắt khỏi người kia. Đột nhiên, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Anh cảm thấy ấm và thoải mái. Những cơn đau nhức của chuyến đi dài tan biến. Anh quyết định ngồi xuống một mỏm đá nhỏ và thư giãn. Anh ấy quan sát khi người leo núi đơn độc tiến về phía anh. Chắc hẳn anh ta phải là một người leo núi chuyên nghiệp vì cách anh ta dễ dàng di chuyển lên núi. Anh ấy cứ nhìn người leo núi đơn độc ngày càng tiến gần về phía mình. Anh bị che khuất tầm nhìn khi người leo núi đơn độc đến đoạn đường khó mà anh ta đã phải trải qua. Anh ta tưởng tượng người leo núi đơn độc ấy sẽ sớm vượt qua anh để lên đỉnh núi trước. Nhưng ngay sau đó, người leo núi đơn độc xuất hiện ngay trước mặt anh. Anh ta đặt tay lên vai người leo núi và kéo anh ấy lại gần, nhìn chăm chăm vào mắt anh với cặp kính màu đen sẫm. Dường như mắt anh bị hút sâu vào đó và anh ấy không thể làm gì để chống cự lại điều đó. Người leo núi cố gắng hét lên, nhưng tất cả những gì thốt ra từ miệng anh ta chỉ là sự im lặng. Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob và đây là SCP-1529, còn được gọi là vua của núi tuyết. Nhưng trước hết, một yêu cầu nho nhỏ từ tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để phổ biến thông tin về những dị thường ít được biết đến trong kho lưu trữ của tổ chức SCP. Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm để giúp tôi đó là hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Sau đó hãy chia sẻ với bạn bè của bạn. Đây là sự trợ giúp rất lớn và sẽ cho phép tôi mang đến cho bạn ngày càng nhiều video SCP. Và bây giờ, hãy cùng tôi quay lại video ngày hôm nay. SCP-1529 là một thực thể có ngoại hình giống người, sống gần đỉnh Everest ở Nepal. Nó chỉ được tìm thấy ở độ cao hơn 8.000m, được gọi là vùng chết, nơi nồng độ oxy quá thấp để hỗ trợ sự sống của con người trong thời gian dài. Nó có chiều cao và cân nặng gần tương đương với một nam giới trung bình và hình dáng bên ngoài của nó giống như quần áo leo núi bình thường. Với một chiếc áo khoác lớn có mũ trùm đầu, quần và ủng đều có màu trắng. Khuôn mặt của nó bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc mũ trùm đầu. Chi tiết duy nhất có thể nhìn thấy là một cặp mắt kính lớn tối màu. SCP-1529 chưa bao giờ được nhìn thấy mặc bất kỳ bộ trang phục nào khác. Và thực tế không biết liệu đây có phải là quần áo hay không, hay chúng thực sự là một bộ phận của cơ thể nó. Tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến thực thể dị thường ẩn nấp gần đỉnh Everest vào những năm 1970, khi việc leo núi thám hiểm lên đỉnh trở nên phổ biến hơn đối với những người leo núi chuyên nghiệp và nghiệp dư. Tin đồn bắt đầu lan truyền kể về một con quái vật đang giết những người leo núi bất hạnh. Năm 1999, thi thể của George Mallory được cho là người đầu tiên đến đỉnh Everest đã được tìm thấy, và những tấn phim được tìm thấy trên thi thể của ông đã được rửa thành ảnh. Từ những bức ảnh đó, người ta biết rằng SCP-1529 đã có mặt trong chuyến thám hiểm năm 1924 của ông. Khi đủ ánh sáng ban ngày và không có mây che phủ cho phép quan sát đỉnh núi bằng kính thiên văn, SCP-1529 có thể được nhìn thấy đang ngồi hoặc nằm trên núi, dường như bất động trong trạng thái không hoạt động. Những khoảng thời gian bất động này được cho là kéo dài từ 17 phút đến 8 tháng. Tuy nhiên, khi hoạt động, nó có thể được nhìn thấy đang đi lên và đi xuống từ đỉnh của ngọn núi, mặc dù nó không bao giờ sử dụng bất kỳ công cụ leo núi nào và sẽ bỏ qua dây leo và thang đã được lắp đặt bởi những người leo núi khác. Nó cũng được quan sát thấy khi dễ dàng đi qua các phần của ngọn núi mà những người leo núi có kinh nghiệm coi là quá khó hoặc hoàn toàn không thể. Ngoài ra, SCP-1529 không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ đóng băng, gió cực mạnh hoặc nồng độ oxy thấp trên đỉnh núi, và nó chưa từng bị ngã hoặc thậm chí là bị trơn trượt. Không rõ điều gì đã thúc đẩy SCP-1529 hoạt động hoặc bất động, cũng giống như không có bất kỳ mối tương quan giữa các giai đoạn này với thời tiết, thời gian trong năm hoặc số lượng người leo núi. Các chu kỳ hoạt động của nó đã được quan sát thấy kéo dài chỉ từ vài giờ đến vài ngày, nhưng khó có thể biết chắc chắn thời lượng chính xác. Cho đến nay, việc quan sát vào ban đêm đối với 1529 là bất khả thi, ngay cả với các camera nhiệt vì nó không tạo ra nhiệt. Nhiệt độ của nó bằng với nhiệt độ của môi trường xung quanh. Khi đang ngồi trong giai đoạn hoạt động, nếu một người leo núi vượt qua mốc 8.000m, thì SCP-1529 sẽ đi tới chỗ họ, đứng chắn đường họ lên đỉnh núi hoặc đường trở lại trại. Nó có vẻ thường chọn mục tiêu là những người leo núi một mình hoặc những người vượt trước hoặc bị bỏ lại quá xa với đoàn của mình.
nhưng cũng sẽ tiếp cận một nhóm leo núi nếu nhất hội tiếp cận đơn lẻ trên không xuất hiện. Một khi SCP-1529 lọt vào tầm mắt của người leo núi, nó sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của họ và sau đó khiến họ nhìn vào mắt nó, gây ra một hiệu ứng thôi miên tới nạn nhân. Người leo núi sẽ thấy rằng họ không thể rời mắt khỏi SCP-1529 và sẽ bắt đầu trải qua cảm giác ấm áp và hưng phấn, tương tự như tác động của hạ thân nhiệt và thiếu oxy khi leo núi, còn được gọi là say độ cao. Nạn nhân sẽ cảm thấy rất muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi. Một khi họ ngừng di chuyển, SCP-1529 sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Một khi SCP-1529 tiếp cận nạn nhân, cái chết gần như là điều chắc chắn. Và việc khám nghiệm thi thể đã cho thấy nguyên nhân là do giảm thân nhiệt. Thật kỳ lạ, người ta đã quan sát thấy rằng các nạn nhân dường như không chịu nổi chỉ trong vòng 1-2 giờ sau lần đầu tiên tiếp xúc bằng mắt với SCP-1529, một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với bình thường đối với những người leo núi bị mắc kẹt trên đỉnh Everest. Sau khi chết, thi thể của các nạn nhân có tốc độ phân hủy nhanh hơn bình thường. Chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày, các thi thể trở nên mục nát và khô đi ở mức độ tương đương với những thi thể nằm phơi trên núi vài thập kỷ. Rất nhiều trường hợp trong số hơn 200 ca tử vong trên đỉnh Everest được cho là do SCP-1529, và người hiếm hoi sống sót sau một cuộc chạm trán là do có sự can thiệp của một người leo núi khác, người đã kịp hỗ trợ nạn nhân trước khi SCP-1529 có thể tiếp cận họ. Đã có một số báo cáo đáng chú ý từ những người sống sót sau các tương tác với SCP-1529. 1. Được coi là sự cố 1521, cũng là trường hợp duy nhất được ghi nhận khi SCP-1529 di chuyển xuống dưới mốc 8000m. Trong sự cố, thực thể đã tiến vào trại số 5 trên sườn bắc của ngọn núi ở độ cao 7775m, dẫn đến nhiều người chết, trong đó có 2 nhân viên của tổ chức đang điều hành trại giám sát. Một người leo núi, vốn ban đầu được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc, được phát hiện là vẫn còn sống 2 ngày sau đó. Khi nhân viên tổ chức tiến hành điều tra trại, anh ta đã được đưa ra khỏi núi một cách an toàn, mặc dù phải cắt cụt một số ngón tay và ngón chân bị hoại tử vì lạnh. Trong cuộc phỏng vấn với một đặc vụ của tổ chức, họ mô tả việc phát hiện SCP-1529 chỉ 10 phút sau khi rời đỉnh núi. Sau khi nhìn thẳng vào thực thể, họ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, nhẹ nhõm, giống như được trở về nhà, sưởi ấm cạnh một ngọn lửa ấm áp. Nhưng rồi đột nhiên hơi ấm biến mất và họ trải qua cảm giác tê lạnh hơn tất cả những gì họ đã trải qua trước đây. Họ đã bị mắc kẹt và chỉ có thể nhìn thấy SCP-1529 tiến về phía họ. Cuối cùng, khi đến được chỗ họ, nó đặt tay lên vai họ và kéo họ lên trước mặt để họ nhìn chằm chằm vào cặp kính đen của nó. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong bóng tối sâu thẳm của cặp kính bảo hộ. Những con người ấm áp và hạnh phúc ngồi bên đống lửa trong bồn tắm nước nóng hoặc phơi nắng trên bãi biển. Họ cố gắng chống lại sự thôi miên kỳ lạ của sinh vật bằng tất cả sức lực của mình. Sau đó, họ nghe thấy điều gì đó trong tâm trí của họ. Một câu hỏi từ SCP-1529. Nó hỏi: "Ngươi sẽ từ chối món quà của ta sao?" Người leo núi bị mắc kẹt cố gắng trả lời, sử dụng tất cả ý chí và sức mạnh của họ để mấp máy môi và thì thầm một từ duy nhất: "Đúng." SCP-1529 đáp lại bằng cách hiển thị thêm nhiều hình ảnh về con người. Nhưng lần này, họ là những thi thể nằm chết trong tuyết. Vô số nạn nhân bị mắc kẹt trên đỉnh Everest mãi mãi. SCP-1529 khiến họ chứng kiến cái chết của chính họ diễn ra thật chi tiết, bắt họ xem từng giây quá trình lìa đời của họ. Người leo núi chắc chắn rằng họ cũng sẽ như những nạn nhân khác. Nhưng rồi họ tìm thấy một điều gì đó sâu thẳm bên trong họ. Một tia sáng của cuộc sống, một ý chí phản kháng. Họ nắm tay và với chút sức lực cuối cùng, họ đã đấm SCP-1529. Kính bảo hộ dường như bị nứt và điều tiếp theo mà người leo núi biết, họ được đánh thức bởi đội giải cứu của tổ chức. Sau cuộc chạm trán này, người leo núi đã ngừng việc leo núi khi họ qua đời vào năm sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của họ là do suy giảm thân nhiệt, bỏng lạnh và phù não nghiêm trọng, mặc dù không ở trong môi trường lạnh hoặc độ cao trên 500m trong 12 tháng trước đó. SCP-1529 đã được phân loại là Euclid và phải được giám sát bằng kính thiên văn và vệ tinh bất cứ khi nào điều kiện cho phép. Mặc dù quan sát bằng kính thiên văn nên thông qua video được ghi lại và delay, vì người quan sát trực tiếp đã báo cáo rằng SCP-1529 nhìn chăm chăm vào họ và họ cảm thấy các triệu chứng tương tự như các cuộc chạm trán, bao gồm hạ thân nhiệt và tê cóng. Tổ chức duy trì liên lạc với các đoàn thám hiểm leo núi dân sự để ngăn chặn hoạt động leo núi khi SCP-1529 đang hoạt động. Thi thể của bất kỳ nạn nhân nào sẽ được đưa ra khỏi núi càng sớm càng tốt để có thể được khám nghiệm và xử lý. Cái chết của họ được gán cho nguyên nhân tự nhiên liên quan đến say độ cao và suy giảm thân nhiệt. Bất kỳ người nào sống sót sau các cuộc chạm trán với SCP-1529 đều phải được thẩm vấn và xử lý xóa trí nhớ. Lực lượng đặc nhiệm cơ động Psi 29029, còn được gọi là tiếng vọng Amper, luôn đóng chốt tại một trạm giám sát thường trực với các thành viên làm nhiệm vụ sẽ ở trong môi trường điều chỉnh áp suất tương đương như ở độ cao 7900m so với mực nước biển, cho phép họ nhanh chóng triển khai bằng trực thăng nếu cần. Cuối cùng,
Và đáng lo ngại nhất là việc giám sát trên không ở một ngọn núi khác đã phát hiện ra một cá thể có ngoại hình tương tự như SCP-1529. Vị trí này đã được giữ bí mật và chính quyền địa phương đã cấm leo lên đỉnh núi. Vì vậy, các mối đe dọa đối với loài người hiện nay là rất thấp, nhưng tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi nó và các ngọn núi khác để tìm ra hoạt động bất thường. Bây giờ, hãy xem những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Và một lần nữa, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký, bật thông báo và chia sẻ với bạn bè của bạn khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các tài liệu lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.